Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký ví Momo để chúng ta nhận một cái gói quà tặng trị giá 500.000 đồng. Momo là ứng dụng ví điện tử trên điện thoại thông minh với hơn 23 triệu người tin dùng. Mình thấy rằng Momo đang thúc đẩy một cái nền kinh tế không tiền mặt và cung cấp cho khách hàng những cái trải nghiệm thanh toán một chạm với hàng trăm những cái tiện ích và dịch vụ khác nhau. Như các bạn biết rằng thì hiện nay việc mua bán online rất là nhiều và việc thanh toán online cũng sẽ trở nên thuận tiện hơn. Chúng ta có thể dễ dàng thanh toán thông qua các hình thức như là chuyển khoản ngân hàng hay là ví điện tử, đúng không nào? Chúng ta có thể sử dụng ví Momo để thanh toán những cái tiện ích hàng ngày như là mua thẻ điện thoại, mua vé máy bay, vé xem phim, đúng không nào? Hay là thanh toán những cái dịch vụ như là internet, truyền cáp, điện nước, vân vân. Nói chung là cái gì cũng có luôn, rất là tiện lợi, đúng không nào? Ok, và ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký ví Momo để chúng ta nhận một cái gói quà tặng trị giá 500.000 đồng các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào đường link bên dưới phần bình luận hoặc mô tả của video này để chúng ta đăng ký các bạn nhé. Đó các bạn thấy không, đăng ký ngay để nhận quà lên đến 500.000 đồng. Bây giờ thì các bạn sẽ hoàn tất 4 bước sau đây để chúng ta mở quà từ mình. Bước đầu tiên đó chính là đăng ký tài khoản. Bước thứ hai là tải ứng dụng Momo và đăng nhập. Bước thứ ba là liên kết ngân hàng với ví Momo. Bước thứ tư đó là nạp tối thiểu 10.000 đồng vào ví Momo. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào mục đăng ký nhận quà. Tại đây thì các bạn sẽ nhập số điện thoại để đăng ký. Chúng ta lên sử dụng số điện thoại chính của mình để đăng ký các bạn nhé. Và số điện thoại này phải trùng với số điện thoại mà các bạn đã đăng ký với ngân hàng nếu như các bạn đã có tài khoản ngân hàng. Sau khi chúng ta nhập xong thì chúng ta sẽ nhấn vào mục đăng ký. Sau đó thì một tin nhắn sẽ được gửi tới số điện thoại mà các bạn đã đăng ký 680068. Và nhấn hoàn tất đăng ký. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước đăng ký đầu tiên và chúng ta chỉ còn 3 bước nữa thôi để mở quà, đúng không nào? Sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào tải ứng dụng Momo. Chúng ta sẽ được chuyển đến cửa hàng trực tuyến để tải ứng dụng Momo. Chúng ta sẽ nhấp vào cài đặt ứng dụng như bình thường thôi. Sau đó thì chúng ta chỉ việc mở lên thôi. Đến đây thì các bạn sẽ nhấp vào mục khám phá ngay. Đến đây thì các bạn sẽ nhập số điện thoại mà chúng ta vừa đăng ký vào đây. Và nhấn tiếp tục. Tiếp theo thì một mã xác thực sẽ được gửi tới số điện thoại của các bạn. Chúng ta sẽ phải tạo một cái mật khẩu bao gồm 6 số để bảo vệ an toàn cho ví Momo của mình. Chúng ta sẽ nhập lại một lần nữa để xác nhận. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành một số thông tin cá nhân. Giới tính này. Chúng ta sẽ nhập họ và tên của mình vào đây. Các bạn sẽ nhập email vào đây, đúng không nào? Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào mục xác nhận. Đến đây các bạn sẽ nhận được một thông báo, đó chính là chỉ còn 2 bước nữa thôi để nhận quà. Sau đó thì chúng ta sẽ đóng thông báo này lại, đúng không nào? Tiếp theo thì các bạn sẽ phải nhập mã khuyến mãi trước khi chúng ta liên kết ngân hàng với ví Momo. Các bạn sẽ truy cập vào mục ưu đãi. Và chúng ta sẽ nhập mã khuyến mãi ở thanh trên cùng, đúng không nào? Bước này là một trong những bước vô cùng quan trọng và chúng ta sẽ nhập mã khuyến mãi như sau. Các bạn sẽ nhập mã khuyến mãi là 0369 059 333. Các bạn sẽ phải nhập mã khuyến mãi trước khi liên kết Momo với ngân hàng thì chúng ta mới nhận được một cái gói quà tặng trị giá 500.000 đồng. Nếu như bạn nào đã tải ứng dụng Momo rồi mà chúng ta chưa liên kết với ngân hàng thì các bạn cũng sẽ nhập cái mã khuyến mại này thì chúng ta cũng sẽ nhận được một cái gói quà tặng trị giá 500.000 đồng. Cuối cùng thì các bạn sẽ nhấn vào mục xác nhận.
Ok, như vậy là chúng ta đã nhập mã thành công. Gói quà tặng 500.000 đồng để lạp điện thoại, để thanh toán điện nước sẽ là của bạn. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ liên kết ví Momo với ngân hàng của bạn. Các bạn sẽ nhấn vào mục liên kết ngay. Và để liên kết ví Momo với ngân hàng thì đương nhiên là chúng ta phải có tài khoản ngân hàng rồi. Nếu như các bạn chưa có tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ ra ngân hàng để tạo tài khoản các bạn nhé. Và tài khoản ngân hàng của các bạn sẽ phải đăng ký dịch vụ Internet Banking, tức là dịch vụ chuyển tiền qua ứng dụng di động. Hiện nay thì các bạn thấy rằng là Momo đã liên kết với rất nhiều ngân hàng, đúng không nào? Nếu như các bạn có tài khoản ngân hàng Vietcombank thì chúng ta sẽ lựa chọn Vietcombank. Nếu như các bạn có tài khoản Techcombank thì chúng ta sẽ lựa chọn Techcombank. Mình sẽ lấy ví dụ là Vietcombank. Sau đó thì các bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn thôi. Và đến đây thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn là được các bạn nhé. Và đây chỉ là một tài khoản demo của mình thôi, nên mình chưa có tài khoản ngân hàng mới để liên kết vào đây. Nếu như các bạn có tài khoản ngân hàng Agribank thì chúng ta sẽ click vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhập số thẻ, họ và tên chủ thẻ và ngày phát hành, đúng không nào? Ở đây thì các bạn thấy rằng là mỗi một ngân hàng sẽ có một cái cách liên kết khác nhau, thì mình không thể nào hướng dẫn hết cho các bạn được. Và đây chính là ví Momo chính của mình. Sau khi chúng ta đã liên kết thành công thì chúng ta sẽ nạp tối thiểu 10.000 đồng vào ví để nhận gói quà tặng trị giá 500.000 đồng. Và để nạp tiền vào ví thì chúng ta sẽ nhấn vào mục nạp tiền. Sau đó thì các bạn sẽ nhập số tiền cần nạp vào đây, ví dụ như là 10.000 đồng. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào nạp tiền. Và nhấn vào mục xác nhận. Sau đó thì các bạn sẽ nhập mật khẩu ví Momo vào đây. Như vậy là đã nạp tiền thành công. Sau khi chúng ta đã nạp tiền thành công thì chúng ta sẽ có một cái gói quà tặng trị giá 500.000 đồng. Và để kiểm tra quà tặng thì các bạn sẽ vào mục ưu đãi. Các bạn sẽ để ý mục quà của tôi ở góc trên cùng của màn hình. Đấy, các bạn nhấp vào đấy. Tại đây thì sẽ hiển thị tất cả những gói quà tặng mà chúng ta sẽ nhận được. Vì đây là ví Momo chính của mình nên mình đã dùng hết quà rồi. Và để sử dụng quà tặng thì chúng ta chỉ cần nhấp vào mục dùng ngay và làm theo hướng dẫn là được. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký ví Momo. Còn tất cả những cái dịch vụ trên Momo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những video sau. Cuối cùng thì mình chúc các bạn là chúng ta sẽ thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.